Em xin giới thiệu thêm đến cho các bác là một cái đĩa vẽ sen Việt. Bây giờ sen thiên nga ấy, thì mình nói nôm na theo cái tiếng tiếng dân giả mình gọi là con Việt, nhưng mà thật sự người ta vẽ là vẽ con thiên nga. Con thiên nga trong những cái tích ngày xưa thì thiên nga là một trong những cái loài chung loài với gọi là gia cầm của Việt ấy, nhưng mà nó cao quý hơn. Vẽ sen rất là đẹp. Đồ đây là đồ bình dân của những địa chủ ngày xưa, những địa chủ ngày xưa người ta dùng và được bảo tồn lành lặn lành 100% luôn. Đó, là 100%. Dường như là lành, không có một cái chỗ nào gọi là để mà che hết. Thì cách nhận biết của món đồ ngày xưa thì qua những cái clip trên những clip mà ban đầu em có giới thiệu cho các bác xem, là qua thời gian thì cái chôn cốt của mình nó qua thời gian nó đã rút và cái chàm của nó đã lắng sâu vào trong cốt và nó tạo nên những cái điểm đốt gọi là bị oxy hóa rất là li ti, bằng đầu sợi tóc nó nổi lên đó. Thì bởi vì là ngày xưa người ta trộn những cái cốt đất và nó có lẫn lộn trong đó có những cái gỉ sắt, có nghĩa là những cái tạp chất. Thì qua thời gian thì lúc mà cái nước bóng người ta tráng một nước men đi thì lúc đấy là nó không có bị, nhưng mà qua mấy trăm năm thì nó lắng sâu, nó rút vào thì nó mới hở lên những cái nét đốm sắt và nó sẽ bị oxy hóa, nó có những cái chấm đen như thế này đó, nó sẽ bị oxy hóa chấm đen như này đó. Và trên phương tiện em bán cho các bác một món đồ cổ đều có sự cam kết bao chuẩn cổ trên giấy tờ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, là món đồ đây là món đồ cổ. Nó chỉ vài triệu đồng cho một món đồ. Các bác hãy đến với em, hãy đến với em để sở hữu những món đồ chuẩn cổ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mua bán hiện nay trên thị trường luôn có những cái gọi là những cái thông tin không được tốt, thì họ chỉ nói bằng mồm bằng miệng, họ không chịu trách chịu những cái uy tín của mình, lấy uy tín của mình chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng em mua bán một món đồ, em chịu trách nhiệm trước pháp luật là những món đồ này là món đồ chuẩn cổ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trên tất cả được kiểm định trên tất cả các bảo tàng và trên toàn thế giới. Các bác nào muốn kiểm định ở nơi nào thì em luôn luôn theo để mà cam kết cho các bác. Đĩa này nó rất là đẹp, nó chỉ vài triệu cho một món đồ, nó gần 18 phân rưỡi. Thì thật sự ra mà nói, những cái món đồ cổ mà ta sở hữu thì người bình thường á, người ta chỉ nghĩ đồ cổ nó là một cái gì đó nó rất là hoành tráng, nhưng mà thật sự cái gì nó cũng có giá của nó. Ta sở hữu đồ bình thường nó có giá trị của đồ bình thường, ta sở hữu đồ quan nó có giá trị đồ quan, ta sở hữu đồ vua của đồ chúa, đồ hoàng hậu, đồ trong cung thì nó có giá của đồ trong cung. Nó phân chia cái đẳng cấp khác nhau. Và các bác cứ mạnh dạn alo cho em qua số điện thoại 0387 513887. Đây là số điện thoại em dùng hơn 10 năm và mua bán chịu trách nhiệm trước pháp luật những món đồ của mình bán ra.